Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay ạc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán ạc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Mời đẹp! Mời đẹp! Who is the craziest one? Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay, mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn đó là sức mạnh của một vị tướng mà mình thường xuyên gọi vị tướng này là vị tướng nào đó. Thường thường các bạn mà xem clip của mình ấy thì các bạn nghe vị tướng nào đó. Đó chính là vị tướng này này các bạn ơi. Khi mà vị tướng này cực kỳ nổi tiếng trong Liên Quân với cái biệt danh là vị tướng đáng thương. Đặc điểm nhận dạng là vị tướng này khác biệt so với các vị tướng khác bởi vì vị tướng này không hề có trang phục nha. Cây bên à? Không ai khác đó chính là anh chàng Guiro Sabeang. Ngày hôm nay để xem Guiro leo danh có mạnh hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng tập trung farm và để xem mình đối đầu với ai. Mình đối đầu với gấu béo Zuka, nhưng mà hiện tại thì gấu béo Zuka nó lên được level 2 sớm hơn so với mình. Mình cần phải lên được level 2. Đấy, sau đó mình sẽ ra tiếp cận gấu béo Zuka, sử dụng chiêu 2 để ủn về để trụ bắn. Bắn rất nhiều và chờ chiêu 1 kích quạt chiêu 1 lên. Gõ, gõ, đầu tư tốc biến và gõ có mạng chiến công đầu. U là trời, chưa gì được một mạng rồi. Tuy là vị tướng này bị lãng quên. Tuy rằng vị tướng này là bị kiểu như là vị tướng đáng thương, nhưng mà các bạn lưu ý giúp mình nhá, trong phiên bản này Viro gần như là bị lột xác hoàn toàn đấy, được lột xác hoàn toàn bởi vì là vị tướng này được tăng sức mạnh. Lát nữa thì mình sẽ trình bày cho người cụ thể về cái việc tăng sức mạnh của vị tướng này. Còn bây giờ ấy, mình farm rất là nhanh, sau đó mình về đây. Từ trước tới nay thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết lý do tại vì sao mà Viro lại không hề có trang phục rồi. Đây là vị tướng cực kỳ nổi bật và ra mắt Liên Quân cũng khá là lâu. Nhưng mà tại vì sao nhà nhà sở hữu trang phục, người người sở hữu trang phục mà Guiro không hề có trang phục? Theo như mình tìm hiểu thì thực tế đây là một vị tướng hợp tác từ một tiểu thuyết nhá. Và như các bạn biết thì xuyên suốt cái tiểu thuyết đấy thì Guiro ấy, nhân vật Guiro chỉ có một trang phục duy nhất mà thôi. Vậy nên là khi mà bên Liên Quân ra mắt cái vị tướng này thì cũng không có ý tưởng và cũng không được phép để có thể tạo được ra trang phục dành cho Guiro. Bởi vì nếu như tạo ra trang phục dành cho Guiro thì gần như là chúng ta sẽ xóa bỏ đi một cái hình tượng Guiro trong tiểu thuyết. Đấy, thế nên là làm sao, tại vì sao mà người ta giữ lại và người ta không cho ra mắt trang phục của Guiro, đấy là lý do theo như mình tìm hiểu. Cũng được gọi đây là một chất tướng bản quyền của một đất nước, như hình như mình nhớ không nhầm là đất nước Indonesia thì phải các bạn ạ. Không biết là gấu béo Zuka còn dám hổ báo hay không khi mà hiện tại mình đang ăn cái con rơi quỷ. Gấu ơi, vào đây. Gấu không dám đánh nhau mình à? À, bây giờ máu chiến nhờ, đã thấy cái gì? Mình có chiêu cuối, kích quạt chiêu cuối lên. Làm tráng hất tung, nhưng mà mỗi tội bản thân của mình còn xíu máu nữa các bạn ơi. Trời đất ơi, nó lấy mất cái nội tại của mình rồi. Nhưng mà mình vẫn có thể hồi sinh được nhá. Đấy, hồi sinh và bây giờ thì chúng ta có thể là đối đầu song phẳng với gấu béo Zuka. Đã thế thì cố gắng tìm kiếm cơ hội để bổ nè, ủn về trụ như thế này là trụ bắn lên bàn điểm số. Chắc là gấu béo cay cú lắm các bạn ạ. Thế là mình có được mạng thứ hai và bây giờ mình lại tiếp tục ăn được cái con rơi quỷ nhá. Một cái tin vui dành cho tất cả các bạn đây, trong cái phiên bản này thì Guiro được tăng sức mạnh các bạn ạ. Được tăng sức mạnh để có thể là quay trở lại mạnh mẽ trong những trận đấu danh. Chứ còn là Guiro không có trang phục mà lại còn bị lãng quên nữa thì quá là tủi thân các bạn ơi. Như các bạn biết thì trong phiên bản hiện tại là phiên bản lễ hội 5v5 leo danh mùa 22 thì có một số vị tướng được tăng giảm sức mạnh. Một trong số đó có Guiro Sabeang. Guiro có sức điều chỉnh đến từ nội tại chiêu 1 và chiêu 2 nhá. Từ từ đã, bây giờ mình sẽ cần phải núp bụi để chờ đợi xem có ai đi qua đây hay không. Vừa xong mình thấy qua tim bạn và rừng tim mình hơi nhiều các bạn ơi. Để xem nào, gấu béo Zuka đúng không? Kích quạt chiêu cuối và chúng ta phù, mất rất nhiều máu gấu ơi. Chạy làm sao được gấu, mình đùn chiêu 2 về. Úi ôi, mù mắt quá các bạn ạ. Hơi đáng tiếc là gấu béo Zuka chạy về trong trụ rồi.
Không sao, bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ là dọn lính thật là nhanh nha. Gấu béo Zuka vẫn còn rất thổ báo. Lên cao như thế này là một sai lầm rồi. Và bổ chưa một, lên một điểm số, thế là có mạng siêu việt. Từ đầu trận đấu đến giờ mình ăn được 3 mạng và cả 3 mạng mình đều ăn được của gấu béo Zuka. Chắc có vẻ bạn ấy cay cú lắm các bạn ơi. Thôi thì tranh thủ mình sẽ thông báo cho người về nội tại của Guiro có sự thay đổi như sau. Đầu tiên là nội tại dấu ấn 212. Trước khi thay đổi, Guiro sở hữu dấu ấn 212 cường hóa cả giáp và giáp phép, đồng thời hồi 60% máu trong 4,5 giây khi sắp bị hạ gục. Đấy, hồi 60% máu đấy các bạn ạ. Và sau khi thay đổi thì sao? Thay vì là hồi 60% máu thì Guiro sẽ được hồi 90% máu. Wow, các bạn cũng quan sát qua về chỉ số là được tăng rồi nhá. Về nội tại được tăng rồi, về khả năng là hồi máu thì cũng được tăng. Bây giờ chúng ta xử lý luôn. Chạy đầu Dancy, hất tung Dancy lên và sau đó là một rìu một mạng, bá đạo luôn. Đi ganh là phải có mạng các bạn ạ. Đấy nhá, vậy là sau khi thay đổi là Guiro sở hữu dấu ấn 212 cường hóa cả giáp và giáp phép, đồng thời là hồi 90% máu thay vì là 60% máu như phiên bản trước. Vậy là Guiro được tăng sức mạnh đến từ nội tại rồi. Ngoài ra thì chương 1 của Guiro cũng có sự thay đổi luôn, mình cũng sẽ thông báo cho người. Chương 1, dìu chiến lược. Dìu chiến lực, đấy, trước khi thay đổi, đòn đánh cường hóa gây 100 cộng 40 trên cấp cộng 15% cộng vật lý. Và sau khi thay đổi thì đòn đánh cường hóa 1 gây là 100 cộng 40 trên cấp cộng 15% cộng vật lý. Vẫn như vậy thôi, nhưng mà thêm, đó là thêm cộng 2% máu tối đa các bạn ơi. Kể cả đòn đánh thường cường hóa thứ 2 thì gây ra sát thương vẫn như vậy, nhưng mà cũng cộng thêm 2% máu tối đa. Ngoài ra thì đòn đánh cường hóa thứ 3 vẫn gây sát thương như vậy, nhưng mà cộng 4% máu tối đa nha mọi người. Đấy, các bạn cùng quan sát qua về chỉ số mình có để lại trên màn hình. Wow, thế là chương 1 lại được tăng sức mạnh rồi. Không chỉ thế, chiêu 2 cũng có sự điều chỉnh. Chiêu 2 là găng chiến lực. Trước khi thay đổi là ủi trúng mỗi tướng địch, Guiro sẽ được tăng 25% tốc đánh trong 5 giây. Còn sau khi thay đổi là sẽ được tăng 40% tốc đánh trong 5 giây các bạn ơi. Thế nên là chiêu 2 các bạn ủi xong, ủi trúng tướng địch xong là các bạn sẽ được đánh nha, đánh rất nhanh. Bởi vì các bạn sở hữu được 40% tốc đánh cơ mà. Vậy là Guiro được tăng sức mạnh đến từ nội tại chiêu 1 và chiêu 2. Đây là lý do mà các bạn nên vác vị tướng này và leo danh trong phiên bản này nhá. Rất mạnh các bạn ạ. Tiếp tục gấu béo Zuka là mình bổ rồi. Ui dồi, chưa gì mất nửa cây máu rồi. Sợ quá cơ. Này anh gấu ơi, em sẽ đầu tư thêm cả tốc biến nữa thì lên bản điểm số. Trời đất ơi, combo ulti tốc biến như vậy thì đỡ làm sao nổi. Khổ thân gấu béo Zuka chết 4 mạng dưới tay của mình rồi. Và bây giờ mình sẽ lấy cái trụ này một cách cực kỳ dễ dàng nhá. Để ăn mừng khi mà Guiro được tăng sức mạnh thì mình cũng sẽ trình bày qua cho người về build đồ. Thật ra thì từ trước tới nay mình luôn luôn áp dụng một cái build đồ dành cho Guiro, đó là full dam. Chứ còn thường thường nếu như mình làm full thủ thì cũng chả có sự đột biến các bạn ạ. Full thủ dành cho Guiro cũng được, với điều kiện là team chúng ta không có đỡ đòn, team chúng ta rất giấy thì các bạn có thể lên full thủ dành cho Guiro để trở thành một đào cát đỡ đạn. Còn trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ lên đó là full sát thương, với trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là giày kiên cường. Ngoài ra sẽ là thanh kiếm rồi đến vuốt hung tàn, phức hợp kiếm, thương xuyên phá. Như các bạn cũng quan sát qua thì build đồ này toàn những trang bị gây sát thương thôi. Chúng ta có tốc đánh, chúng ta có chí mạng, chúng ta có xuyên giáp và chúng ta có thêm cả lượng cơ vật lý cộng nữa đến từ trang bị. Đấy, đấy là những chỉ số đến từ những cái trang bị mình lên. Và lên build đồ như thế này thì bổ rất đau các bạn ạ. Team bạn lại cử Dancy ra thủ trụ. Đã thấy đi kích quạt chiêu cuối lên, áp sát Dancy. Dancy lại chạy ra khỏi phòng rồi. Thôi nhá. Đấy, công việc còn lại mình sẽ để cho đồng đội của mình tự lo cái trụ đường trên này. Còn bây giờ mình sẽ cần phải di chuyển dần ra đường giữa. Cái trụ đường giữa là nó còn xíu máu thôi, nhưng căn bản là có tu len thủ trụ thì hơi khó khăn. À, có gấu béo Zuka này. Gấu Zuka núp bụi đúng không? Zuka này, Zuka có quả cầu bất tử là chắc chắn phải lên bàn điểm số, mình có mạng hỗ trợ. Uầy, vừa xong mình quan sát có Elsu ở đường trên các bạn ơi. Bây giờ mình ra mình khép góc Elsu, kích quạt chiêu cuối, áp sát Elsu và sau đó là vụ nổ, đàng. Mỗi tôi không giết được Elsu, khi mà Elsu chạy vào trong trụ rồi còn đâu. Cái gì phải rát ơi, trời ơi, rát băng trụ để thịt được Elsu nhưng mà rát cũng nằm xuống rồi còn đâu. Đổi mạng như vậy không tốt đâu nha. Combo dành cho vị tướng Guiro ấy thì như các bạn biết ấy, để mà chơi được vị tướng này tốt, các bạn cần phải mang phép bổ trợ tốc biến nha mọi người. Mang tốc biến để có thể tạo được ra tình huống bất ngờ. Bây giờ chúng ta sẽ quay Dancy thôi. Dancy về làm sao được Dancy ơi? Bạn lao ra đây. Mình sẽ cố gắng tiếp cận bằng chiêu 2, tiếp cận Dancy sau đó là một rìu một mạng huyền thoại luôn, 6-0 rồi. Xanh như thế này rồi.
combo dành cho Guiro. Thì nếu như các bạn mang cái tốc biến ấy thì các bạn có thể kích hoạt chiêu cuối này, sau đó các bạn nhả chiêu cuối ra và ấn tốc biến thật là nhanh nhá. Như vậy thì các bạn có thể sử dụng được combo chiêu cuối tốc biến, ulti tốc biến đấy. Cứ kích hoạt chiêu cuối, sau đó là nhả ra, thả chiêu cuối ra, đồng thời ấn luôn tốc biến thẳng mặt đối phương là chắc chắn các bạn sẽ có thể hất tung được rồi. Cố gắng sử dụng cái combo này trúng nguyên đội hình team bạn là các bạn có thể là tạo được ra một tình huống combat cực kỳ tuyệt vời bằng cách là hất tung nguyên cả team. Mình thích chơi Guiro bởi vì là vị tướng này có chiêu một hồi rất nhanh. Khi mà các bạn bổ chiêu một, các bạn kích hoạt chiêu một, các bạn sẽ bổ được 3 phát. Và sau khi bổ xong 3 phát thì chiêu một lại hồi rồi. Đấy, thế nên là mình thích nhất chiêu một là nó hồi rất nhanh nhá. Không chỉ thế, chiêu 2 cũng cơ động, mỗi tội là chiêu 2 không thể qua được tường. Nào nào, từ từ team ơi, mình tới. Trời ơi, tới chả vơ vét được cái gì luôn. Mình sẽ tìm kiếm cơ hội để có thể combo cho mọi người. Đây rồi, giữ lì chiêu cuối, sau đó tiếp cận giao tranh, rồi sau đó tốc biến thẳng mặt. Đó, chạy đâu, đan xi lên 7 điểm số này. Trời ơi, combo ulti tốc biến là quá đẹp mắt luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ ép trụ nhá, khi mà team bạn chỉ còn 2 người thủ trụ mà thôi. Ok, Grak ơi, chỉ cần bạn kéo kéo chuẩn một cái thôi Grak ơi, kéo bừa đi. Ép đường lính siêu cấp đầu tiên này. Hay quá, một rìu một mạng, trời ơi, có mạng của Tulen cực kỳ đơn giản, cảm ơn Grak nhiều nha. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên đường trên để có thể là mình đẩy lính đường trên các bạn ạ. Chứ còn bây giờ để mà ép thẳng thắng luôn thì hơi khó. Cứ để cho mình lên đường trên, mình đẩy lính đường trên đi. Kiểu gì team bạn cũng kéo người lên đường trên này thủ cho mà xem. Các bạn nhìn trụ nhá, phun máu này. 1 rìu, 2 rìu, 3 rìu, 4 rìu, 5 rìu. Ôi, 5 rìu là mất trụ. Đỡ làm sao nổi. Team bạn bắt đầu kéo người ra đây thủ rồi. Kệ, kéo người ra đây thủ thì càng có cơ để mình ăn mạng nhá. Nào, gõ. Mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là Dancy. Ui dồi, 2 rìu chết luôn và cậu bé Zuka cũng không về được. Tranh thủ mình bắt thẳng vào Tulen luôn. Mỗi tội Tulen nó cơ động các bạn ạ, không giết được Tulen rồi. Thôi thì chúng ta có 2 đường lính siêu cấp, như thế này là quá thành công rồi. Cho đến đây mình cố gắng làm sao không để chết mạng nào. Căn bản bây giờ KDA cũng đang là 903. Chứ bây giờ chết một mạng thì cũng hơi bị đáng tiếc. Cứ dọn lính thôi, sau đó là mình sẽ cần phải lui về để có thể là farm quái rừng. Chứ còn hiện tại để mà đẩy thẳng thì hơi khó. Thật ra thì Guiro ra mắt từ rất lâu rồi, nhưng mà nhiều bạn lại không hiểu qua về cơ chế hồi sinh của Guiro. Như các bạn biết, khi mà Guiro mà bị chết đây thì lập tức xung quanh Guiro sẽ có 3 cái chấm vàng. Đồng đội của chúng ta mà đứng cạnh 3 chấm vàng, cứ đứng vào cái 3 chấm vàng đấy thì Guiro lập tức sẽ hồi sinh luôn, sẽ không mất một khoảng thời gian để chờ đợi nữa đâu. Đấy. Thế nên là khi mà trong team có Guiro, thấy Guiro đang hồi sinh đến từ nội tại, các bạn cần phải di chuyển vào chấm vàng để giúp cho Guiro hồi sinh nhanh hơn. Lưu ý với mình cái điều này. Bây giờ mình sẽ cần phải di chuyển dần xuống đường dưới để tiếp cận giao tranh. Tốc biến của mình sắp hồi rồi các bạn ơi. Chúng ta có thể sử dụng combo chiêu cuối và sau đó đầu tư tốc biến lên. Boom, một mạng. Đấy, nó phải như thế này. Mỗi tội là cái trụ nó bắn mình thốn quá. Mà Red không tiêu diệt được Dancy kìa. Hiện tại là mình được 10-0 tròn chỉnh rồi. Để mình ra mình xử lý Tulen. Khi mà Tulen bây giờ không còn lôi điểu. Tulen ơi, mình tới rồi đây. Nhưng mà nó có nội tại. Ui, nội tại của nó rất đau lắm. Mình dọn xong 3 cái con lính, sau đó mình cũng về đây, căn bản yếu máu rồi thì ở lại cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ thì mình mà ăn được rồng thì cũng ngon các bạn ạ. Không thì cái quan Caesar nó cũng sắp xuất hiện rồi. Mình nghĩ thời điểm cuối game này chúng ta sẽ cần phải quan tâm đặc biệt đến Caesar. Bởi vì Caesar tầm này nó sẽ giúp chúng ta có thể ép trụ một cách dễ dàng. Hy vọng rằng đồng đội của mình có thể nhìn thấy mình đang ping Caesar như thế này. Team bạn chắc chắn một điều, bây giờ không dám lên cao đâu. Team bạn chỉ còn 2 cái trụ thôi mà. Ôi, có lẽ để cho mình ra hỗ trợ cho Pen ăn cái con Caesar cho nhanh. Ăn xong Caesar này chúng ta tiếp tục đẩy đường nhá, đẩy đường dưới cho lính lên cao. Các bạn thấy qua khi mà mình lên full dam thì những phát rìu của mình bổ nó rất là lực nhá, chứ không hề yếu một chút nào đâu. Đấy, bổ vài phát tôi là chết quái rừng rồi. Để nói qua với combo hoàn chỉnh dành cho Guiro thì thường xuyên mình sẽ sử dụng, đó là sử dụng chiêu 2 trước lao vào tướng địch, sau đó trong khoảng thời gian đấy các bạn giữ lì chiêu cuối nha. Giữ lì chiêu cuối và tiếp cận tướng địch sau, nhả chiêu cuối ra rồi bật chiêu 1. Để mình tìm kiếm cơ hội mình test cho mọi người. Đây rồi, chiêu 2 và giữ lì chiêu cuối, nổ và chiêu 1. Mỗi tội Tulen chạy được rồi thì thôi, chúng ta chơi tạm Guido. Guido ơi, để xem này, 1 rìu, 2 rìu, 3 rìu lên 7 điểm số. Quá mạnh mẽ các bạn ạ, tiếp tục là Dancy này. Đấy. Ôi mà đông thế, thôi chết tôi rồi.
Ui thôi sao mà các bạn ạ, nội tại của mình có, nhưng mà mình cũng hy sinh rồi còn đâu. Ok, chắc có lẽ là mình sẽ nhờ đồng đội của mình ép thẳng trụ thôi, chứ còn bây giờ là mình cũng chịu đấy. Mình là còn ba mấy giây nữa mới hồi sinh cơ. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đây là sức mạnh của chàng Wiro Sabian khi mà được tăng sức mạnh nha. Bye mọi người, bye bye.